Xin chào quý bà con. Thì Ngọc Huyền đang ở cái điểm mà chị chào em. Vâng. Em là phó chủ tịch của ban xã Xuân Trường. Dạ, huyện Đà Bắc, tỉnh Cao Bằng. Dạ, vâng. Em tên là. Em tên là Hoàng Văn Quân. À, hân hạnh được biết vâng. Em Quân. Vâng. Đây là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Trường. Nhân dân xã Xuân Trường. Vâng. Và trường dẫn nhóm của Ngọc Huyền và Thùy Kim Khiết đến đây để mà trao tặng yêu thương đến với một đồng bào bị bay mất nhà luôn. Vâng, hả? Bị lũ ống, là lũ quét, bị sập nhà hoàn toàn. Sập nhà hoàn toàn luôn. Vâng. Giờ có thể giới thiệu cho chị biết về xung quanh đây. Bây giờ xung quanh này là cái con suối này là từ mấy chục năm nay là chưa có trận lũ nào là to như đợt cơn bão số 3 này. Đây là cái đợt lũ lịch sử. Thì trận lũ này là quét qua thì cái ruộng đất của bà con cơ bản cái ruộng cạnh bờ suối cơ bản bị ngập lụt, bị vùi lấp hết, và những cái nhà ở vùng thấp thì bị ngập úng hoàn toàn, ngập úng thì cao gần 1 mét thì bùn và cát tác vào trong nhà hết. Thì bây giờ bà con đến thời điểm này thì bà con cũng đã tổng vệ sinh một số gần cơ bản, và bà con nhân dân trên địa bàn xã thì gần đang ổn định cuộc sống. Dạ, chỉ có mà bây giờ là hiện nay thì chúng ta em sẽ đưa chị cùng đoàn đi thăm gia đình bị lũ ống sập nhà hoàn toàn. Được quá. Vâng. Dạ rồi. Chị mời em. Vâng. Dạ. Cả nhà mình ơi đi nha. À, xe đó thì mình không có đi vào được, phải đậu ở ngoài, mình đi bộ vào. Phải đi bộ vào gần một cây. Gần một cây ha, một cây số, không một cây đó với tụi chị là cũng ít lắm. Vâng. Hôm qua là tụi chị đi nhiều lắm, đi gọi là đi từ sáng tới tối. Vâng. Tới Cao Bằng là từ 8 giờ là tụi chị đi suốt luôn. Vâng. Cho tới 7 giờ tối luôn, tụi chị mới nghỉ đó, là mặt trời lặn rồi bắt đầu mới nghỉ. Vâng. Bây giờ thì Cao Bằng vào đây nó gần 100 cây. Dạ. Đây, đây. Bên trên này. Mà nói là đi khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng mà tụi chị đi 3 tiếng rưỡi đó em. Vâng. Dạ, thì, mấy cái đường đất đó nó bị hơi nguy hiểm một tí. Vâng. Quen đường thì nó chỉ đi khoảng 2 tiếng thôi. Dạ. Vâng, 2 tiếng rưỡi lại. Vâng. Cái nhà có chỗ đỏ đỏ kia. Nó sạt lở tận tít cái đỉnh kia, nó sạt lở tuốt cái đỉnh kia xuống. Vâng, luôn hả? Thì đỉnh kia xuống nó xa thì... trời ơi vì đây, hết đây, luôn ngập hết luôn, tất cả chung quanh này là ngập hết luôn. Vâng, nó ngập đấy, nhưng cái chỗ cạnh bờ suối nó ngập vào ruộng hết rồi. Bao nhiêu ngày nó mới rút chị thuê cái nước này? Nó tầm khoảng 3-4 ngày nó mới rút. 3-4 ngày vâng. Bây giờ nước cũng rút xuống gần cơ bản hết. Về nước đục này là nước còn đục này là đục từ cái chỗ sạt lở xuống đó. Dạ. Còn chỗ khác là sạch rồi. Rồi cái xã của mình có bị ai thiệt mạng không thưa em? Ừ, báo cáo với chị là rất may là cũng mình phòng chống trước thì di dời những hộ nguy cơ sạt lở cao thì ra chỗ an toàn, thì báo cáo với chị là không có ai thiệt mạng trên địa bàn xã của mình. Thì kể cả chỗ ngập úng thì cũng lập các chốt thì không lập các chốt để không cho người dân qua, không cho xe qua lại. Yeah. Vâng. Trên địa bàn xã thì có 2 chỗ là ngập úng sâu, này xe các loại xe và người không thể qua được, là cũng lập thành chốt để hướng dẫn bà con là không cho qua. Yeah. Thì cũng rất may là trên địa bàn xã này không thiệt hại về người. Nhưng mà nếu nhờ không có thiệt hại về người thì cũng là nhờ bên ủy ban của mình đã cứu trợ bảo kịp thời. À, biết trước mà để di dời dân. Chứ còn chị thấy ngập lụt kiểu này thì rất là nguy hiểm luôn. Rất nguy hiểm. Dạ, rất chứ nguy hiểm. Dưới điểm trên kia là nó ngập lụt cao, nó phải cao ngang người, thì xe các loại xe không thể qua được. Dạ. Một số bà con thì lấy cây mai về làm cái bè, cái mảng để cho đưa những người qua lại chứ. Thương quá trời thương. Rồi sau khi nước rút đó thì là chỉ có thiệt hại về vật chất thôi. Vâng, nước rút vậy là cơ bản là thiệt hại về vật chất là nhiều. Là nhiều. Vâng. Còn mình ngập vẫn giữ được cái nhà, cái an toàn cho bà con. Vâng. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Vâng. Tất cả. Dạ. Vì chỗ này là nó sạt lở, hiện nay thì có còn 2 cái nhà ở bên trên thì đang di rời. Ở trên đỉnh kia có 2 nhà là nó cũng đang nứt rồi.
Nó nứt nứt rồi. nứt nứt rồi, nứt rộng ra rồi. Thế bây giờ là phải di rời cái hai cái nhà kia để đi ra chỗ vị trí khác để làm nhà mới. À, Vâng, đây là để làm nhà mới cho Dương đấy. làm cũng làm nhà mới cho bà con. Rồi. Hả? À, bầu trời xé ra kìa. Ánh sáng là đẹp quá kìa. Rồi. Rồi mà ở đây lúa đẹp quá em ơi. Trời ơi. Đây Ừ. cái sân trường cũng là vựa lúa của huyện Bảo Lạc đấy, À cái vậy hả? lúa, Xuân trường của mình vẫn là là vựa lúa. vựa lúa Thì của ra cái hàng nào Ngọc Huyền nó ủa sao mà lúa đẹp quá? huyện, vâng, Thì cái vựa lúa của huyện Bảo Lạc dạ. chị. Ông phó chủ tịch ủy ban mới nói với Huyền là đây là xã Xuân Trường của chúng ta là vựa lúa, à, vựa lúa của Của huyện Bảo Lạc, huyện vựa lúa của huyện Bảo Lạc. Trời ơi, coi kìa, đây nó là gãy nè, những cái cây que ở trên kia nó chui về hết, nó mất mất nó cả cái chân cầu hết. mất cả luôn cả chân cầu luôn. Đấy nó Mà lũ cũng may là cầu của mình là đổ bê tông cốt thép thiệt là chắc, chứ không thôi là vâng, không có cầu để đi luôn. đây là đủ cái thành cầu hầu hết đây À, sạt lở là bà con mình lao động xong mới được như vậy đó, phải vâng, không? thì bà con đã này là không đi được đâu, không đi được luôn, nó vùi hết, à, vùi hết. Mới các em ơi, mà mấy em bên ủy ban nói rằng là chỗ này đó nhờ bà con nó đã dọn rồi đó, chứ không thôi vâng, vùi hết, không có đường đi qua cầu luôn. cái Đó, xóm cái xóm ngày bị nó xóm bị đập dọn hết, dọn quét những cái rác này, cắt những cái cây này thì mới mới qua được. Không thì hôm nha. trước nó vùi vùi vào hết. Là lúc mà bão lũ Lúc là bão lũ là nó lấp chỗ này hết, lấp các hết cây bão que lũ, nó bị lấp hết cả cái trên không qua được mà mới 2 ngày đấy thôi đó. Vâng, em chị. Cây mương đó. Cũng bay hết rồi. Đấy. Bà cái mương nước kia. Mấy Đây cây nè, này còn chưa xử lý được đây này. Nước trên đầu nguồn thì vẫn sạch, nhưng mà mình không biết tất cả những cái gì đi ngang đó có bị gì không. Nè, cái này hư hết rồi nè. Nguyên cái cầu này. Cái lệ cầu là hư hết luôn nè. Gãy cái thành cầu rồi. Dạ. Để cả đi. đây vào rồi đưa hết đi. Đấy thì nó bị bịt cái cống này xong rồi đá bắt đầu nó tràn vào nhà và vào cái ruộng này. À, Nó lấp hết cái ruộng chị ạ. nó lắp hết cả ruộng luôn đó lấp các em. ruộng. Đây là còn ít. Xã Xuân Trường của chúng ta đó là một xã vựa lúa của cả cái huyện Bảo Lạc mình đấy. Cho nên hàng nào chị mới thấy lúa không đẹp quá nè thì mới hỏi phó chủ tịch nói với chúng ta đây như vậy đấy. Đây là lúa nếp chị. Lúa nếp luôn à, đó vâng, hả? nếp hương đấy. Nếp hương. À, vâng. Đây là lúa nếp hương nha quý bà con ơi. Đây, đây Trời nếp ơi, lúa nếp hương. À, vâng. Trời ơi, chị mê ăn gạo nếp hương lắm, chắc kiểu này là về về Xuân Trường ở luôn quá. Chị phải về đúng đây. Qua đường kia này. Dạ. Tại vì là nó bị đất sét em. Vâng, khu này là ở trên núi sạt lở xuống đất sét á, bắt đầu nước nó vâng, bị đục luôn. nước bị đục. Mấy ngày nay là chưa 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 hết đục chị ạ. Đây là lúa tẻ đó chị. À, lúa tẻ. Ừ, vâng. Dạ. Lúa tẻ nó thấp hơn. Lúa tẻ thấp hơn. Ừ, vâng. Còn lúa nếp hương á nếp hương nó thì cao cao hơn. hơn chị. À. Đây thì nó Lo xong nhiệm vụ đi các em, rồi muốn chụp gì thì chụp. cái này là nó đấy, lúa nếp này Chút nó nữa cao, mình còn đi ra đây đúng mà. rồi, lúa nếp là nó cao hơn, cái kia là À, nó lúa nếp à, cao vâng. hơn. Đây Nè. lúa tẻ nó cao thấp hơn. Lúa nếp hương sẽ Đây đây cao nếp hương, hơn. đây lúa Lúa tẻ. tẻ nó thấp hơn. Vâng chị. Đó. Vừa đi từ thiện, vừa đi chia sẻ yêu thương mà chúng tôi vừa học thêm về kinh nghiệm nhận ra được các loại lúa. Vâng. Đây là lúa tẻ thấp lúa hơn tẻ. các bà con nhé. Đây là nếp Còn hương. lúa nếp hương thì sẽ cao hơn. Dạ. Cái giống này Quê là hương ta rất nó là 7 đẹp. tháng. Nó Dạ. 7 tháng thì mới 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 lên.
À, cái nếp hương là 7 tháng. Vâng. Còn lúa Lúa tè đây nó ngắn ngày hơn. nó ngắn ngày Ừ, hơn ngắn ngày hơn, nó tầm ngắn ngày hơn khoảng 3 tháng, 4 ba tháng. tháng ba Đây tháng là mà lúa nếp nếp hương là nó 7 tháng. hương. Vậy là Từ từ lúc nếp từ hương lúc chỉ được cấy 2 vụ mùa thôi. một vụ trên địa bàn phân trường thì chỉ cấy được một vụ thôi chị ạ. Không À, được 2 vụ, không được hai 3 vụ vụ như ở mùa dưới chỗ chỗ khác. những Đây cái là vùng khí khác. hậu nó lạnh, nó mát hơn. Đấy, Dạ. thì trồng được một vụ thôi. Có tất cả các lúa thì cũng trồng được một vụ. Tức là toàn bộ lúa này là cấy hết Vâng, cấy bằng toàn tay cấy bằng tay hết rồi. luôn, cấy bằng tay Không không gieo xạ đâu. Chỉ trên địa bàn đây là toàn cấy. Đấy, những cái thành cho khóm này cấy. nên là cái lúa này Thì gạo này ăn mới tốt này. vâng, những cái đây là nó thì cái lúc cấy thì nó hai rảnh thôi. Hai Ừ, rảnh vâng, hai rảnh thôi. khi Cái cấy một là hai rảnh đến rảnh hai rảnh thôi. Đây vì trong là nó mới bật mầm ra nó nó bật nhiều mầm ra. thành thành khóm này. Dạ, Vâng. cái này thì khoảng bao lâu bắt đầu mình gặt em hả? Cái này tầm nó khoảng khoảng tầm 2 tháng nữa là bắt đầu gặt được. À, 2 tháng Vâng. nữa mình Bây gặt giờ rồi. cũng bây giờ nó cũng Vậy là gặt trước trước mùa mùa bật. mùa 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 đông. Vâng, gặt trước mùa đông. Dạ, gặt trước và mùa đông. vào tầm tháng 10. À, vào Vâng. tầm tháng 10. Tháng Như 10 tháng vậy 11. là ở tại xuân trường mình là chỉ có được một mùa thu hoạch thôi. Vâng, một mùa thu hoạch thôi Một chị mùa thu hoạch ạ. thôi. Ừ. Trồng được một mùa thôi, một vụ thôi. Một vụ thôi, Vâng. một vụ thôi. Những cái xong gặt xong thì cứ đến sáng năm mới có thể làm đất, mới À, làm lại, tháng cấy năm lại. mới làm đất mới Vâng. lại cấy hạt lại. Vâng. Dạ. Nè, chị Ngọc Huyền đang đi ở trên. Dạ, mà đường đi nó đang hơi ướt nên là đang đỡ chị. Chị Quyền đi hơi vất vả rồi. Đứng đường rồi đi. Không sao, quá Đi trời một rồi. hồi thì Dạ, mang mấy cái này là để đi đi một để cho nước nó rồi. hưng nước mà. Ui, nước thẳng rồi. Dạ. Đi là lên đầu tư rồi. Ba bữa nay trời nắng đó, thôi là mình sẽ đi ổn rồi đó. Dạ. Ồ, có dáng giờ nữa kìa. Đường càng vô sâu càng khó đi. Dạ. Rất ghê ha. Đi một đoạn nữa. Xe máy cũng hay đi lại. Nhưng mà cái đường này nó cũng gập ghềnh, nó cũng có phẳng nữa, đúng thành ra rồi. xe máy đi cũng cũng khó khăn ấy chứ, nói chứ gì cũng khó khăn. Bây giờ chỉ có một nhà ở trên này thì nói như thì hỗ trợ xi không thì còn đấy vật liệu nhiều lắm. Dạ. Cầm đến xe đó rồi. Chạy chạy để định gương. Chạy để định gương ha. Định gương chăn cho bò ấy. À. Cát nó mang đi ngâm đi. Bản đồ cũ của mình á vẫn còn dạ. cái nhà. Bây giờ nè, Vân mở cho chị ra coi. Bây giờ thì mình mất rồi, nhưng mà bản đồ cũ còn nhà. À. Mà cũ mà trên internet như vẫn còn nhà nha. Đây mượn. Đây nè, đây nè. Đó. À. Thấy không? Chúng mình là đất nó sạt lở đây nè. Dạ. Nó sạt lở là từ chỗ này luôn. Đây, sạt lở chỗ đây. Từ chỗ trên này luôn. Đây. Có một cái đường từ dài cái điểm luôn. Này luôn. Dạ. Nó dài xuống luôn. Bây giờ có hai cái căn chuẩn bị sạt lở ngay trên này nè. Dạ. Hai căn này nó sạt lở bên dưới, bên trên nó nứt rồi. Nó nứt dạ. rồi. Đây có hai cái nhà này giờ hai, đã đây hai này đi nè. Rồi. Dạ. Đi giờ rồi, cho dân đi rồi. Tao kéo lên thử thấy cái nhà hồi trước mình. Có thấy cái nhà trước nè. Xa ha, xa ha. Điểm đâu rồi? Xa. Hồi nãy Quân mở cho chị xa lắm. Sao mở cái này là cái gì ăn được không? Được chị, hơi chát. Cây cây bên kia ngọt hơn, ngon hơn. À đúng rồi, cây bên kia ngọt hơn kìa. Cái nhà mình nó nguyên ngôi nhà kìa không? Dạ. Có cái nhà nè. Cái nhà dễ thương nè. Mà bây giờ không còn cái gì luôn. Giờ mình nhìn là mình không thấy gì luôn á. Không biết có nhà luôn. Cẩn thận luôn nha Sơn. Nhưng mà nhà đây là ngay ngay cái chỗ cái dòng nước xuống luôn á. Vâng, nhà là ngay ngay từ đây. Dạ. Vâng. Mày ngồi âm dương. Đấy, nhà từ đây đi sang sang kia. Rộng ha, cũng rộng ha. Từ đây vâng, đến rộng mà đến cái màu xanh đi nước biển luôn.
Vâng, cái nhà sàn chết rồi, dần lún rồi kìa. Rộng. Cái nhà này là nó rộng 160 m². Mấy người anh? 5 người, cả bà nữa, 5 người. Bà với ai nữa anh? Ờ, hai vợ chồng, hai đứa con. Hai vợ chồng, hai đứa con. Rồi cái lúc sập nhà là cả gia đình mình đang ở đâu? Lúc đấy là may mà vợ con là đi xuống nhà bà ngoại, xong là kiểu hôm đầu đấy là mưa to quá là cũng đi xuống dưới nhà bà ngoại, xong là nước lũ nhiều quá là không qua cầu được. À. Là tối hôm đấy là ngủ rồi quá trời lúng luôn. Tối hôm đó là sâu rồi nha, sâu qua đằng sâu thôi. Tối hôm đó là ngủ ở đâu anh? Ngủ nhà bà ngoại. Còn bà của anh? Còn bà là xuống trong nhà cho em trai. Nói chung là bữa đó không có ai ở nhà hết. Tối hôm đấy không có ai ở nhà, nhưng mà cái này là nó cũng chủ yếu là hôm sau là mới sập. Nói chung là mình biết trước là mưa nên mình đã đi trước rồi, nên cũng may sập ban ngày. Có mất vé không anh? Mọi người đi nhớ cẩn thận nha, tại vì đây sập là có đinh đồ. Đất nó nhiều lắm nha, lên một lớp cao vậy đó. Vâng, nó lúc đầu cái nhà chưa trôi đi là bao nhiêu đất nó ùn về nó đẩy. Nó lên cao xong rồi nó mới đẩy cái nhà này, trôi xuống dưới cả cây cột các thứ trôi xuống dưới ruộng kia hết mà. Rồi gia đình mình, công việc chính của gia đình mình là làm gì vậy anh? Như em bây giờ là cũng chỉ là lao động chăn nuôi, làm ruộng các thứ ở đây. Ở đây là làm ruộng là chính. Làm ruộng là chính, xong là mình có đất ở đây là đồi núi nó rộng là coi là mình chăn nuôi ở đây được. Chăn nuôi ở đây được. Thì mình thường chăn nuôi gì vậy em? Lợn, gà, trâu bò các thứ vậy. Mất hết luôn rồi hả? Vâng, mất hết rồi. Ủa là trước là lũ nó cuốn nó đi hết luôn. Vâng, cuốn chứ cả dê cả ấy là cả lợn là nó cũng cuốn đi, xong là một số là nó lấp. Nó lấp luôn. Xuống đi là lấp luôn là mấy con thú vật nó chết hết. Anh nếu như mà tính ra trong cái chỗ này thì anh thì hôm bữa nước lũ nó vô đến đâu được ạ? Cái này là nó chỉ nó là chảy từ nó xuống. Chảy theo dòng thôi. Cho nên là cái nhà này của mình lại được. Không phải ngập. Cái này nó cái nhà có coi clip của cái làng lũ không? Nước từ trên cao đổ xuống nó cuốn hết đi đó, là cũng giống như vậy đó. Bởi vì cái này là cái trên đồi kia là nó sạt lở là bởi vì là mưa lâu ngày quá là nó ngấm thành nước rồi, xong là cái đất nó sạt lở nó tan thành nước về nó mới nhiều như này thôi, mà còn cái này là hàng bao nhiêu đời về đây là không có cái trường hợp nước tràn vào đây bao giờ đâu mà. Anh làm được bao nhiêu mẫu ruộng? Cái này là tính theo trên này là riêng cái chỗ này là của anh là cũng hơn 4.000 m². Hơn 4.000 m² là tầm khoảng 4 công ở dưới mình. Tầm khoảng 4 công. Ủa vậy hai đứa con anh bao nhiêu tuổi ha? Đứa lớn là năm nay cũng vào 12 rồi. Vậy nói chung còn đi học hết. Vâng, còn đứa bé năm nay mới bắt đầu đi mầm non, vừa có 2 tuổi. Vậy bà xã anh đang làm công việc gì? Bà xã cũng đang tộc tẹt ở trên Ủy ban Hồng An. Là làm cán bộ. Vâng. Coi như hai vợ chồng nuôi hai đứa con còn nhỏ đi học. Nhà thì có 4 công ruộng. Với chăn nuôi, nhưng mà chăn nuôi bây giờ là nó mất bị hết mất hết rồi, cuốn đi hết rồi. Mất hết đi. Cuốn mất hết rồi. Nhưng mà cũng may là hôm đó nhà anh cũng biết tin nên là cũng dọn đi trước. Đi trước hết rồi. Chứ còn đúng là trong cái khu này mà không biết sao chạy luôn. Đúng rồi, nó cuốn eo, giờ ở ngoài mà có chạy vô cũng chạy không kịp. Không kịp. Không biết đúng đường rồi. Nữa. Mà may mà hôm sau trời sáng nó mới xuống, còn ban đêm thì còn mình còn khó tính hơn. Nói chung bà con cũng có thông tin trước rồi nên đã chuẩn bị từ trước, nhưng mà nhà thì đâu có dời được. Bắt buộc phải chịu rồi. Đúng rồi. Hồi nãy Xuân Trường
phó chủ tịch ủy ban xã có nói với chị đó là nói chung là được biết tin bão sớm nên là ủy ban đã dời dân hết rồi. Chỉ nói thật sự là thiệt hại nặng về kinh tế, về vật chất, nhưng mà mình vẫn bảo tồn được sinh mạng cho toàn thể tất cả quý bà con ở những cái vùng này cũng như là những cái vùng lân cận. Nên đó cũng may mắn, điều là may mắn. Cũng ở trên là mất tất cả, chỉ giữ lại còn sinh mạng thì mình có thể làm được tất cả. Xã Xuân Trường của mình là có bị ảnh hưởng đến tính mạng người dân không anh? Không có. Toàn bộ là không bị hết. À, vậy là quá mừng. May mắn là không bị. Dạ. Vậy là quá tốt rồi. Nhận được văn bản công điện khẩn từ cấp trên cho các trưởng thôn chỉ đạo cho các bà con. Dạ. Bây giờ sớm. Bây giờ sớm. Tránh sự đáng tiếc. Dạ. Bắt tay nãy giờ bắt tay mà quên hỏi tên. Em tên Thọ. 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 Anh là chức vụ như thế nào? Phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Phó chủ tịch xã. Nước bao mà. Xóm này. Dạ. Xóm này. Phân công phụ trách ở xóm này. Rồi dưới mấy cái tình hình là nhà bị sập như vậy thì bên xã mình có hỗ trợ người dân xây nhà gì không anh? Xã thì cũng hiện nay thì cũng đang cũng theo cái nguồn phân bổ thì xã chưa có gì đâu. Chưa có gì hết. Còn nguồn vốn kinh phí của cấp trên chợ. Mà nhà sập hoàn toàn rồi, giờ những người mà mất nhà như vậy là trong những ngày tới vậy không biết là sống như thế nào ha. Nhưng mà hiện giờ chắc là mấy anh chị với gia đình anh cũng đang ở bên xã không? Làm cái biên bản gửi lên cấp trên rồi. Dạ. Còn, theo cấp trên ngân sách của nhà nước phân bổ về được bằng nào thì chắc được bằng đấy. Ủa anh Sơn, giờ gia đình anh Sơn đang ở đâu anh Sơn? Đang ở bên nhà ngoại. Ở bên bà ngoại, cũng may là còn bà ngoại ở phía dưới. Chứ còn không thôi là khỏi có chỗ luôn. Trước đó là đã về nhà bà ngoại ở rồi. Cũng như còn hôm qua mình đi có mấy người là phải nói về ở ủy ban xã. Dạ đúng rồi. Chứ đâu có chỗ đâu mà ở. Dạ. Nhưng mà nhà bà ngoại thì không sao đúng không? Di rời thì một số ở nhà anh em, một số thì ở nhà văn hóa xóm. Nhà văn hóa xóm, ở nhà trường. Nhà ngoại là đâu sao anh? Đúng ở gần trên ủy ban. Nhưng mà ổn không anh? Ổn. Dạ. Kịp thời. Ở vùng thấp thì chỉ sợ ngập úng. Quanh quanh này là tìm cái địa hình di rời nó rất khó. Sạt lở thì đúng rồi, khó. Dốc. Dốc quá. Thì khó khăn. Chỗ xây dựng nhà ở. Nếu làm mới thì cũng làm ở trên. Làm trên này chứ còn dưới đó ngay đường nước chảy. Mới là mình sẽ làm số bên dưới này. Chỗ khác. Nhưng mà nhà ở đây làm nhà cũng cực lắm á. Cái chỗ hủng lắm phải không em? Quên Sơn cho chị hỏi, cái này ngày xưa là cái chòi này là cái gì? Cái dưới này là em chủ yếu là đứng cái rơm này. Rơm chăn sâu bò ấy. À. Đó là bên dưới này, nó nằm ở phía trên cho nên là không bị sạc đi. Ở cái này nhà tránh của mình phải sạc. Để nó nằm ngay cái hướng đi luôn. Đỡ mình đi. Hướng nước. Tại vì nhà thường sẽ ở cái chỗ bằng phẳng. Mà bằng phẳng nước nó đổ xuống là nó lựa ngay những nơi như vậy không à? Thẳng cái khe thì xuống. Nhà ở khu như vậy nhìn đẹp chị Quyền ha. Nhìn thì đẹp nhưng mà nguy hiểm. Do cái đường vô là giống chị như chị là thấy ban ngày đó là chị lại thích ở những nơi như vậy. Dạ. Còn ban đêm thì chị sợ ma chứ. Đúng rồi. Mà... ở đây mà một mình sợ. Sợ thiệt đó. Bà con mình thì ở đâu quen bà rồi, bà dạ. Mình là dân thành thị mà. Mà mình mỗi lần về quê là chị rất thích luôn. Ngày xưa chị về quê với bà ngoại chị đó. Dạ. Tại chị mới vừa đó lúc mà đi với Quân lên đây nè, tâm sự bà ngoại chị xưa là dân làm ruộng mà. Dạ. Ở Đà Nẵng, ở ngay Điện Bàn, Điện Thắng, Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Là bà ngoại chị là có mấy thửa ruộng mà. Đó là bà ngoại còn dẫn chị ra ruộng, bà ngoại làm thôi chứ chị không có làm. Mà sau đó là ngoại lớn rồi cái mẹ nói ngoại thôi cho bà con đó, mấy cậu họ dưới quê đó. Rồi xong là ngoại lên thành phố với chị với mẹ luôn. Cái đó chị về Đà Nẵng là chị đi với bà ngoại và vui lắm. Có biết khỉ gì đâu, làm đi theo pháo thôi. Nhỏ mà. Cho nên chị thích lắm, nhưng mà buổi ở đó xong cái buổi tối là nói ngoại chạy phải trở về Đà Nẵng.
Dạ. Không, không dám ở trong quê. Sợ. Cái này mà tưởng tượng chở ra chùa Châu Phong á. Sư nữ á, chùa của sư bà chị đó, là ở đó. Ủa anh ở đây rồi bình thường nước nôi anh sử dụng như thế nào? Con cái nước nôi là rồi nó cũng cái khe nước này là nó có cái nước khe cái mỏ ra. À vậy hả? Thì là mình lấy vòi đi bắt. Nó rất sạch. Oh, rất là sạch. Hay quá hả? Không phải xử lý gì cả. Nhưng mà nó có nhiều của mình. Ủa là nó ở đâu anh hả? Nó chảy tự nhiên như cái khe đó. Dạ. Chứ em thấy ở đây đi lấy nước cả vấn đề luôn á. Chứ em nghĩ mà chạy ra ngoài lấy chắc chạy vô đây. Mà hình như chị nghe có tiếng nước chảy. Lấy nước chảy vô đây. Em xuống đây này. À. Cái đây mình vô thấy. Dùng tốt. Dạ. Cái khe môi trường là sạch sẽ luôn. Khe bên này là nó... Rồi bây giờ mà đứng hồi xưa đây nguyên cái căn nhà ha, giờ đứng đây nhìn lại chỉ còn có bãi đất không rồi, buồn chứ. Buồn, bây giờ buồn chứ. Nhìn cái bãi đất. Nãy giờ thấy Sơn đứng mà cứ rưng rưng kể cho tụi mình nghe mà cứ rưng rưng nức nở trong lòng. Bản thân mình mà mình còn thấy xót xa lúc mà quân đưa cho chị cái địa hình đó ở trên internet đến bây giờ vẫn còn cái nhà của Sơn ở đó mà nhà rất là đẹp nha. Em thấy một ngôi nhà và cái xung quanh có ruộng bậc thang đi xuống đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Bây giờ nó chỉ còn đúng rồi. Là một cái sự đổ nát hoang tàn. Thôi bây giờ mấy chị em mình chung tay dạ rồi chia sẻ. Xong rồi mình còn đi nơi khác nữa dạ. Không có thời gian dạ. Nhiều. Ở trên kia anh Khương đang đợi chị em mình đứng đây tới đi. Đúng sáng rồi, nào? Không được chị sáng mình nào? Phải đi nhanh lên. Dạ. Để xíu nữa em gọi nha. Dạ. Nếu đi xã nào thì em chỉ đường thì nó. Đúng dạ, rồi, vâng. Bây giờ xuống dưới đó. Không biết luôn, bây giờ xuống dưới đó thì bắt đầu là mình đi tiếp tục. Dạ. Bây giờ mình chia sẻ. Dạ. Rồi. Giờ sao mấy chị em mình thống nhất như thế nào? Mình gửi tiền hỗ trợ cho ảnh xây nhà đi chị ha. Dạ, giống như ban đầu mình tính là mình hỗ trợ tiền xây nhà là 40 triệu. 40 triệu. Dạ. Dạ. Nhưng hoàn cảnh ảnh là ảnh phải xây nhà mới là hết trơn rồi. Ừ. Nên mình mà cái đó cũng không có đủ, thật ra là chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Ừ. Cái đó chắc phải nha. Cảm ơn nha. Cái đó chắc phải gọi quý mạnh thường quân. Dạ. Nhưng mà cứ đến xã Xuân Trường của mình. Rất cảm ơn các chị các em dạ. Đã giúp đỡ nhà anh Sơn. Với lại cái này chắc cũng phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm cho ảnh. Cái này dạ. Đã có danh sách để mà hỗ trợ thêm dạ. cái hỗ trợ bị thiệt hại hoàn toàn đấy. Để trên địa phương dạ, đúng rồi. Lập danh sách và cũng đề nghị cấp trên hỗ trợ để làm cái nhà mới cho chị Huyền. Chị Huyền chào. Đó tụi em ba đứa mình. Dạ. Anh trai ảnh được. Cùng chung tay. Dạ. Dạ rồi. Trời ơi. Em có thương vừa mà. Đứng ở. Dạ, đứng đây, đứng đây quân. Rồi, rồi. Dạ, đang vô em, đó, dạ, đứng bên này cho. Rồi. Dạ. Em dạ. Đây là... Anh đứng đây anh. Dạ, anh đứng đây. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, cái này là số tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân của kênh YouTube Khương Dừa cũng như là của gia đình bạn bè của chị nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, các khán giả kênh chị Thùy Kim Khiết, chị Dung Nhan Dung Dẻ và các đệ tử khác ở mọi nơi luôn đã gom góp gửi số tiền hôm nay tụi em xin trích ra 40 triệu để xin hỗ trợ với anh Đức để mình có thể xây và sửa nhà lại. Dạ, tụi em xin gửi anh ạ. À. Rất cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Cái này là gia đình cũng là rất rất cảm ơn rất nhiều. Em biết là số tiền này cũng không có đủ đâu chứ đâu hết trơn á. Dạ, cũng không đủ để anh xây nhà lại. Nhưng mà hy vọng là một chút phần đóng góp nho nhỏ này có thể hỗ trợ xoa dịu phần nào nỗi khó khăn của anh trong lúc này. Dạ. Cũng xin chúc anh là thời gian sắp tới mọi việc mình sẽ thuận lợi hơn, công việc cũng tốt đẹp hơn. Vâng. Rồi gia đình có nhiều sức khỏe hơn để mình có thể gây dựng lại từ đầu. Vâng, vâng. Dạ. Vâng. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi chị vẫn những lời chúc tốt đẹp nhất thì Thùy Kim Khiết đã thay mặt cái team Hương Dừa của tụi chị gửi đến em rồi. Vâng. Nhưng mà chị thêm chút một câu nữa là lần tới cái nhóm của chị sẽ trở về Cao Bằng trong cái niềm vui hân hoan là chúng ta đi du lịch, đi tham quan chứ không phải là đi cứu trợ thiên tai bão lụt nữa. Dạ. Thì được ghé đến ngôi nhà của em, nhà mới, sẽ được thấy một ngôi nhà mới của em và lại được thấy cái quang cảnh thật là đẹp và nên thơ. Nơi đây cũng là một cái trung tâm du lịch của xã Xuân Trường về ruộng lúa và chúng ta muốn tìm hiểu thêm về những cánh đồng lúa chân chất mộc mạc
của dân miền núi thì xã Xuân Trường là một cái tâm điểm mà để chúng ta cần quan tâm, cũng như là cùng vun đắp để mà nơi đây trở lại một cái quang cảnh thật là đẹp và hứa hẹn là một nơi du lịch của Cao Bằng, dạ. Bảo Lạc, Xuân Trường của chúng ta. Em nghĩ chắc là sẽ rất là đẹp. Nhớ tổ chức lại nguyên cái trại chăn nuôi cho chị nghe. Vâng, vâng. Cái này là em cũng phải cố gắng khắc phục thôi. Dạ. Vì là cái nghề chính của em là cũng chỉ là chăn nuôi thôi. Còn nghề khác là bây giờ cũng có tuổi tác rồi thì cũng không đi làm ăn xa được nữa. Dạ, tụi em cũng xin cảm ơn hai anh bên địa phương đã rất là hỗ trợ tụi em và dẫn tụi em vô đến tận nhà luôn. Dạ, rồi không có ngại thời gian, và mặc dù là tụi em đi sáng sớm á, có khi là trước khi cả giờ làm việc của hai anh nữa, nhưng mà hai anh rất là hỗ trợ dẫn tụi em. Cái đấy thì nhiệm vụ của địa phương, thay mặt lãnh đạo địa phương cảm ơn chị cùng đoàn. Yeah. Đã đem những phần quà quý báu về cho ủng hộ và động viên gia đình anh Sơn, thì cũng bên chính quyền địa phương cũng sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình anh Sơn thì cũng ổn định lại cuộc sống sau này. Yeah. Yeah. Cố gắng để giúp đỡ gia đình anh Sơn thì xây dựng lại nhà và trang trại để ổn định cuộc sống. Yeah. Cảm ơn chị cùng đoàn rất nhiều đã đem những món quà quý báu cho địa phương và chị. Chúc chị và chúc chị cùng các em đi những cái làm cái công tác từ thiện thành phố tốt đẹp và cũng đi trên các nẻo đường thông độ bình an. Em cảm ơn các chị. Dạ, quý bà con thân mến, thì Kim Khí, chị Ngọc Quyền cùng tất cả các anh chị em xin chào tạm biệt bà con cô bác đã theo dõi hết clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn sự theo dõi của quý bà con cô bác nha. Hãy tiếp tục yêu thương chia sẻ. Kính mời quý bà con xem phim Sầu Riêng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần từ ngày 20 tây tháng 9 năm 2024 trên kênh YouTube Nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Đây là bộ phim web drama đầu tiên của Ngọc Huyền, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con dành tặng cho phim Sầu Riêng. Ngọc Huyền trân trọng kính mời.